phái nữ ở một mình ẩn chứa nhiều rủi ro. Những biện pháp phòng thân dưới đây sẽ giúp bạn an tâm phần nào đó. Buổi tối cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, chân giường hình như có ai đó đang ẩn nấp. Phái nữ khi ở một mình, những biện pháp an toàn tôi sắp chia sẻ dưới đây nhất định nên ghi nhớ nhé. Vừa chuyển đến nơi ở mới, sau khi tắt đèn, dùng camera điện thoại soi lên các vị trí ổ cắm, khe thông gió và các điểm nghi vấn khác xem có phát hiện camera giấu kín hay không. Nhất định phải thay khóa cửa bởi vì khách thuê trước hoặc chủ nhà đều có thể vẫn cầm chìa khóa. Nếu có điều kiện có thể thay khóa thông minh vì chìa khóa cũng rất dễ bị copy và mật khẩu cửa ra vào cũng nên định kỳ thay đổi nhé. Cửa sổ nên lắp máy báo chống trộm. Buổi tối có người mở cửa sổ, chuông cảnh báo sẽ kêu lên. Đi công tác hay ở bên ngoài dài ngày có thể nhờ hàng xóm thu lại giúp các tờ rơi cài ở cửa, trên cửa hoặc cạnh tường thấy xuất hiện các ký tự lạ nhanh chóng báo lại cho quản lý tòa nhà xử lý. Cuối cùng trên điện thoại hãy nhớ thiết lập cuộc gọi khẩn cấp để trong trường hợp nguy hiểm có thể nhanh chóng liên lạc tới người thân. Hãy chia sẻ tới những người thân, bạn bè của bạn nhé.